Hiện website khóa iCloud biến iPhone thành cục gạch. Mới đây, cộng đồng người dùng iPhone đã xôn xao trước sự việc một website bất ngờ xuất hiện và có thể khóa tài khoản iCloud trên iPhone, iPad và những thiết bị khác của Apple, biến chúng thành cục gạch mà không cần cung cấp những thông tin khác, cũng như hoàn toàn có thể được thao tác từ xa. Theo tìm hiểu, những thiết bị này có thể bị khóa iCloud nếu chủ nhân vô tình để lộ số IMEI hoặc serial number cho kẻ gian, đồng thời tính năng Find My Phone bị tắt. Trong trường hợp này, kẻ gian chỉ cần nhập IMEI vào trang web nêu trên là thiết bị tương ứng sẽ bị khóa iCloud. Lúc này, mặc dù chiếc iPhone, iPad vẫn có thể hoạt động một cách bình thường, nhưng nếu người dùng đăng xuất iCloud hoặc reset lại máy về trạng thái ban đầu, thì chúng ta sẽ không thể kích hoạt nó trở lại, và thiết bị rơi vào một trạng thái gọi là cục gạch. Lỗ hổng này từng được đánh giá là đặc biệt nguy hiểm, nhưng đã không còn xuất hiện trong vài năm qua, và chỉ mới xuất hiện trở lại. Càng nguy hiểm hơn khi website khóa iCloud được mở công khai, cho phép bất kỳ ai cũng có thể truy cập. Để tránh gặp phải tình trạng này, người dùng cần đặc biệt cảnh giác, không công khai, để lộ mã IMEI của iPhone, iPad lên các trang web dưới bất kỳ hình thức nào, đồng thời luôn đăng nhập iCloud và bật tính năng Find My iPhone.